Chào các bạn, loài chim luôn được coi là biểu tượng cho sự bình yên, hòa bình, là món quà mà tạo hóa mang lại cho trái đất. Nhưng bên cạnh những loài chim hiên hòa, đầy màu sắc, còn có những loài chim vô cùng đáng sợ mà người ta gọi là chim chiến. Nó mạnh mẽ và hung tàn đến nỗi, có thể ăn thịt cả con người. Trong đó phải kể đến chim cắt, mãnh thú đáng sợ nhất trên bầu trời vượt xa cả đại bàng. Sau khi được chiêm ngưỡng cách loài chim này ra đòn chớp nhoáng trên không, bạn sẽ hiểu tại sao nó lại được gọi là chiến đấu cơ có lông hãy cùng news tv tìm hiểu trong video chim cắt mãnh thú đáng sợ nhất trên bầu trời vượt xa cả đại bàng lý do khiến chim cắt trở thành mãnh thú đáng sợ nhất trên bầu trời chim cắt là loài chim có thể tìm thấy gần như mọi nơi trên thế giới thậm chí là cả những lãnh nguyên bắc cực trong đó tập trung đông đảo nhất ở bắc mỹ trên thực tế không phải đại bàng hay báo săn mà chính chim cắt là sinh vật nhanh nhất hành tinh Loài chim này đạt tốc độ cao nhất ở những cú liệng xuống dưới mà theo ước tính là hơn 322 km/h. Về đặc điểm hình thái, chim cắt có chiều dài cơ thể khi trưởng thành nằm trong khoảng 34 đến 58 cm với sải cánh từ 74 đến 120 cm. Chim cắt đực có cân nặng đạt đến 750g, trong khi đó chim cái thường lớn hơn 30% con đực về kích thước. Giống như những loài chim ăn thịt khác, chim cắt sở hữu đến mi mắt trong đó hai mí mắt để đóng mở mắt và mí mắt cuối cùng chỉ chuyên làm nhiệm vụ chớp mắt để giữ cho mắt đủ ẩm và loại bỏ bụi bẩn. Điều đặc biệt là mi mắt thứ ba này có khả năng nhìn xuyên thấu, do đó chim cắt hoàn toàn có thể quan sát trong khi mi mắt này đóng lại. Sở hữu cơ thể có kích thước tương đối cùng tốc độ tấn công siêu hạng, bất kỳ loài chim vừa và nhỏ nào cũng có thể trở thành bữa ăn của sát thủ này. Thậm chí, chim cắt đôi khi còn săn bắt cả các loài động vật có vú hay bò sát nhỏ chim cắt là loài ăn thịt trong tự nhiên thức ăn chính của chúng là chuột chim cá và các loài côn trùng khả năng săn mồi của chim cắt được thể hiện rõ nhất khi mục tiêu của nó là một con chim đang bay trên không theo đó với cú lao cực nhanh chim cắt sẽ khiến con mồi phải nhận một lực như trời giáng chim cắt sẽ va chạm với con mồi bằng tám chiếc móng vuốt sắc như dao cạo của mình thông thường đòn tấn công sẽ khiến con mồi choáng váng và chết sau khi rơi xuống đất trong trường hợp con mồi vẫn sống sót qua đòn phủ đầu này, chim cắt sẽ sử dụng một vũ khí bí mật được gọi là răng kết liễu, thực chất là phần ngạnh trên mỏ để cắn xuyên qua cổ của nạn nhân. Với tốc độ kinh hoàng cũng như cách thức săn mồi chớp nhoáng, không khó hiểu khi chim cắt là mãnh thú số 1 trên bầu trời. Hãy cùng chúng mình điểm qua những màn săn mồi đáng sợ thể hiện đẳng cấp của chiến đấu cơ có lông ngay bây giờ nhé. Chim cắt lớn bất ngờ tấn công chó để bảo vệ bữa ăn một con chim cắt lớn đã tóm được một con vịt trong một lần đi săn với chủ của nó tuy nhiên trong lúc đang vặt lông con mồi thì nó phát hiện ra một kẻ thứ ba đang lần vờ xung quanh một chú chó tiến tới nhòm ngó chim cắt liền dùng chân lôi con mồi ra chỗ khác để thưởng thức hiện tại nó đang tập trung vào con mồi chứ không rảnh để để tâm kẻ thứ ba này nhưng con chó nhà này quá ngoan cố mặc dù chim cắt đã lôi con mồi ra chỗ khác con chó nhà vẫn không từ bỏ quyết tâm muốn được chim cắt san sẻ cho bữa ăn này bởi vậy con chim không ngần ngại bỏ con vịt và lao đến tấn công đối thủ ngoan cố này mặc dù cả hai đều thuộc một người chủ nhưng xem ra chúng không mấy hòa thuận với nhau con chó khi bị con chim lớn tấn công thì vô cùng hoảng sợ và liên tục bỏ chạy thay vì phản công lại may mắn cho nó là người chủ đã can thiệp kịp lúc và gọi con chim quay lại con chó sau đó bị xích để tránh việc nó lại gần con chim hung dữ này mặc dù được mệnh danh là sát thủ bầu trời nhưng vẫn có nhiều người yêu thích giống chim này để làm cảnh đây là giống chim máu lạnh chúng vừa tấn công con vật vừa tấn công người vì vậy để thuần hóa được chim cát cần nhiều công sức và thời gian ở trên là một ví dụ sinh động về việc nuôi chim cắt làm cảnh tuy vậy tính cách loài chim này dù có trải qua huấn luyện vẫn thật khó để hiền lành như bao loài chim khác đúng không nào chim cắt lớn tấn công bồ nông bảo vệ đàn con khoảnh khắc ấn tượng về cuộc đụng độ trên không giữa chim cắt lớn với bồ nông nâu được một du khách có tên là phô ghi lại khi anh đang đi dạo quanh bãi biển Torrey pinis san diego bang california mỹ anh cho biết một con bồ nông nâu cỡ nhỏ bay gần tổ chim cắt lớn định tấn công con con nhưng chim cắt bố đã phát hiện ra kẻ rình dập nó bay lên tung cú đạp cực mạnh vào lưng đối phương khiến con bồ nông trao đảo con chưa được bảo vệ tổ bằng mọi giá khi thấy nguy hiểm rình dập bị cú đạp khá mạnh chim bồ nông dường như sốc và bị thương nhưng vẫn kịp trốn thoát thường thì những vụ tấn công như thế này ít khi bị mất mạng vì còn tùy thuộc vào việc nó bị ảnh hưởng ở phần cơ thể nào trong thế giới động vật chim cắt lớn được coi là sát thủ máu lạnh với những cú săn mồi nhanh như chớp nhưng chúng lại là loài rất trung thủy khi một con đực bắt cặp với một con cái chúng sẽ sống trọn đời bên nhau thường làm tổ trong hốc ở mé vách đá mặc dù tàn nhẫn trong tự nhiên nhưng trong gia đình mình chúng lại khá ấm áp luôn bảo vệ con mình và không có tình trạng ăn thịt đồng loại như ở một số loài khác Chim bồ nông là một loài chim cỡ lớn và cũng là loài chim có cái mỏ lớn nhất với chiều dài mỏ có thể đạt tới gần 46cm. Chim bồ nông có thể dễ dàng được nhận diện với cơ thể to, đôi chân ngắn có màng và sải cánh rộng dài tới 3m. Đôi chân có màng được sử dụng để bơi và lặn. Chim bồ nông sẽ nhận diện con mồi tiềm năng từ trên cao, sau đó lao thẳng tới vị trí con mồi để bắt với độ chính xác rất cao. Chim bồ nông chủ yếu ăn cá, ngoài ra nó còn ăn rùa, nong nọc và các loài giáp xác. Những con bồ nông đói thậm chí còn tấn công và ăn thịt cả đồng loại của mình. Trong thế giới loài chim, bồ nông cũng được xếp vào hàng những loài chim đáng sợ nhất. Quả thực như vậy, khi ăn một cái gì đó, nó không nhai, nó cũng không giết chết con mồi của mình. Nó giữ con mồi còn sống và nuốt chửng chúng. Con mồi bị rơi vào một hồ axit dạ dày và bị hòa tan khi vẫn đang còn cảm giác và không thể thoát khỏi chiếc bụng tử thần của bồ nông, phải chết theo cách vô cùng đau đớn và đáng sợ tuy vậy trong tình huống trên bồn nông vẫn phải trào thua trước sức mạnh và sự gây gớm của chim cắt lớn mãnh thú đáng sợ nhất trên bầu trời chim cắt đoạt mạng vịt trời nhanh như chớp dân gian có câu nhanh như cắt ngầm khẳng định khả năng và tốc độ đáng kinh ngạc của loài chim cắt trong thế giới tự nhiên chứng kiến những thức phim trên có thể thấy điều này được mô tả chính xác thế nào khi một con chim cắt thuộc giống cắt thảo nguyên dẫu chưa trưởng thành nhưng đã có thể kết liễu dễ dàng vịt trời bằng cú bổ nhào ở tốc độ cực cao video được quay tại nơi những đàn vịt trời đông đảo thường kiếm ăn trên các cánh đồng gần đó và thu hút nhiều loài chim săn mồi đến với bữa tiệc vịt trong đó có thể thấy chỉ trong chớp mắt một con vịt trời đang thản nhiên nằm nghỉ ngơi bỗng bị xé toạc phần đầu rồi lăn quay ra đất vài giây sau nó đã hoàn toàn bất tỉnh và con chim cát xuất hiện để thực hiện nốt phần việc còn lại Phân tích đoạn video, các nhà tự nhiên học đo được tốc độ của con chim đạt tới trên 90 km một giờ trong lúc bổ nhào, khiến nạn nhân hoàn toàn không kịp trở tay hay thậm chí là nhận ra sự xuất hiện của kẻ địch. Được biết, chim cát thảo nguyên thường sử dụng phương pháp săn mồi này khi đối đầu với các loài thủy cầm kiếm ăn trên đồng ruộng. Rõ ràng, vịt chơi nặng và khỏe hơn. Do đó, chim cắt cần giảm thiểu khả năng kháng cự của con vật bằng cách tung ra một cú đấm trực tiếp. Chim cắt thảo nguyên phân bố ở Tây Bắc Mỹ. Chúng có sải cánh dài nhưng mỏng và nhọn, cho phép thực hiện những cú bổ nhào từ trên không trung với tốc độ rất cao. Chim cát thảo nguyên là một kẻ săn mồi hung hăng và cơ hội, có thể săn cả động vật có vú và các loài chim lớn. Vị trí tấn công ưa thích của chim cắt chính là phần đầu hoặc trong mắt của con mồi. Bằng sự kết hợp giữa tốc độ cực nhanh và móng vuốt sắc nhọn, con mồi thường sẽ bị choáng váng và bất tỉnh sau pha va chạm được chim cắt thực hiện. Sau khi có được lợi thế này, chim cát thảo nguyên từ từ tiếp cận, dùng móng vuốt và chiếc mỏ khoằm với một mấu sắc được gọi là răng có thể bẻ gãy xương sống cũng như rỉa thịt con mồi chim cắt tấn công hai công nhân làm việc trên giàn giáo chim cắt nguy hiểm bởi chúng không chỉ tấn công các loài vật to lớn mà ngay cả con người chúng cũng có gan tấn công đoạn video dưới đây sẽ cho chúng ta thấy rõ điều đó việc giữ thăng bằng ở giàn giáo lơ lửng trên một tòa nhà cao hàng trăm mét không phải là vấn đề lớn với các công nhân tuy nhiên con chim cắt đã khiến việc đó trở nên khó khăn nhiều lần hình ảnh trong video cho thấy hai công nhân đang làm việc ở mặt ngoài tòa nhà cao nhất ở milwaukee bang wisconsin thì bị một con chim cắt lao đến tấn công một trong hai công nhân ghi lại màn tấn công của con chim trong lúc cố gắng cúi thấp để tránh nó kẻ giận dữ tấn công các công nhân thuộc loài cắt lớn và có lẽ nó chỉ đang cố gắng bảo vệ tổ loài chim ăn thịt bay nhanh nhất thế giới này nổi tiếng thường dùng những tòa nhà chọc trời thay cho vách đá để làm tổ các loài chim săn mồi được cho là giao phối suốt đời và có thể sử dụng cùng một địa điểm làm tổ trong vài năm vì vậy chúng sẽ ra sức bảo vệ tổ trước bất kỳ kẻ xâm phạm tiềm ẩn nào Tòa nhà trao chơi nổi tiếng của Milwaukee trở thành nơi ở tạm giam của 14 con chim cắt lớn được nhốt trong chiếc tổ nhân tạo vào năm 1987. Trong 5 năm tiếp theo, 103 con chim cắt đã được thả ở Wisconsin, tạo thành một quần thể đủ lớn mạnh để bắt đầu sinh sản riêng. Những con chim đã thích nghi cực kỳ tốt với lối sống đô thị và có vẻ thích làm tổ trong các hộp nhân tạo đặt dưới bóng nhà máy điện hoặc trên nóc nhà cao tầng. Kể từ đầu những năm 1990, hơn 400 con chim cắt đã nở trong hộp do cơ quan cộng đồng Wisconsin dựng lên. Các bạn thấy đấy, trong tự nhiên, chim cắt đứng ở gần đầu chuỗi thức ăn và có rất ít thiên địch. Tuy nhiên, đã có trường hợp chim cắt bị săn và giết chết bởi những loài chim săn mồi lớn khác vẫn có, chẳng hạn như là cú sưng. Con người cũng là một trong những thiên địch của chim cắt. Tuy vậy, khi ở trên bầu trời, trên lãnh địa của chúng, có thể nói chim cắt gần như là vô địch và khó có loài chim nào địch nổi. Bạn nghĩ sao về loài chim được mệnh danh là chiến đấu cơ có lông này? Hãy comment ý kiến của bạn xuống dưới nhé. Và đừng quên like, đăng ký kênh để xem video sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.